mời anh đến thăm quê em, thăm bóng cái đất đĩa đầu, có con sông ca long dịu em bên chiếc cầu và giọng hò mộc mạc người miền đông. Mời anh đến thăm quê em, thăm bãi cát trắng trang vĩ, thăm mái đình làng cha cổ vẫn sừng sững. Trà Cổ đầy hoang sơ và yên bình. Thành phố Móng Cái không chỉ được thiên nhiên ưu đãi, ban tặng nhiều cảnh quan thiên nhiên hữu tình và nên thơ, mà còn có rất nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách như cửa khẩu quốc tế Việt Trung, đảo Vĩnh Thực và sân golf Vĩnh Thuận. Và ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu tới quý vị và các bạn một công trình có ý nghĩa hết sức đặc biệt về chính trị, kinh tế và văn hóa, không chỉ đối với người dân thành phố Móng Cái mà còn là niềm tự hào của nhân dân cả nước đối với bạn bè quốc tế. Và ngay bây giờ tôi sẽ cùng quý vị và các bạn khám phá điểm mà tôi vừa nhắc đến. Bãi biển Trà Cổ, Móng Cái, Quảng Ninh là bãi biển hình cánh cung dài và ấn tượng nhất của Việt Nam. Quảng Ninh, Hải Phòng, kéo dài từ mũi Sa Vĩ, điểm đầu của Tổ quốc, cho tới núi Ngọc, điểm cuối của bán đảo Trà Cổ. Đây là bãi biển trữ tình được đặt tại một vị trí địa linh ấn tượng, địa đầu của đất nước Việt Nam. Đây là bãi biển Trà Cổ với bờ biển thoai thoải, cát trắng mịn màng, hàng cây ấn tượng, hàng quán và con người rất thân thiện. Life in VN, trải nghiệm và khơi nguồn cuộc sống. Có những hàng dương dù biển ngàn dặm, như lời của mẹ, như lời quê hương. Có những hàng dương dù biển ngàn dặm, như lời quê hương, như lời quê hương. Có những giọt sương long lanh giữa trưa hè, mang hơi thở biển ngọt ngào hương thơm. Có những bờ cát trải dài bên sông, những cánh hải âu bay giữa thinh không. Xa quê địa đầu xa quê,
rộn rề ngàn năm nơi đây những dấu tích xưa. Biên gia sao hàng dương xa xa dấu xưa huyền thoại. Sophie, địa đồng Sophie, một vùng trời miền biển thương ngôi tổ quốc Việt Nam. Biển mây gọi lòng mê say ôi ngất ngây tuyệt vời. Biển trời non hùng vĩ.
trình cụm thông tin cổ động tại Sa Vĩ là một địa chỉ văn hóa tại một vị trí vô cùng ý nghĩa từ km số 0 nơi địa đầu Tổ quốc. Công trình cụm thông tin cổ động biên giới Sa Vĩ như một cột mốc thể hiện chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc nơi cực Đông Bắc. Được ví như một tác phẩm điêu khắc đương đại mang thông điệp của hòa bình, gắn kết những giá trị văn hóa đậm đà bản sắc các dân tộc Việt Nam. Đồng thời là biểu trưng Tổ quốc trên vùng đất có biên giới giáp với nước bạn Trung Quốc. Với mức đầu tư hơn 105 tỷ đồng từ chính phủ, đây được xem là một công trình có kiến trúc văn hóa độc đáo, khác biệt so với các công trình văn hóa đương đại khác, là điểm du lịch hấp dẫn nhất của thành phố Móng Cái. Cũng là mô hình đầu tư công quản trị tư đầu tiên của tỉnh Quảng Ninh do công ty trách nhiệm hữu hạn Trí Lực quản lý, bảo tồn và tiếp tục đầu tư để phát huy những giá trị về kiến trúc, văn hóa và lịch sử dân tộc. Công trình đã đạt được 5 kỷ lục lớn nhất hiện nay với chiều cao hơn 34 mét, là cụm thông tin cổ động biên giới trên đất liền có độ cao lớn nhất Việt Nam hiện nay. 8 lá dương cao 27 mét với khối bê tông đúc hình lá cây đồ sộ nhất Việt Nam, bức tranh gốm sứ hơn 300 mét vuông có đường kính 32 mét, cao 6 mét. Vẻ đẹp và nét đặc trưng, đậm đà bản sắc dân tộc được thể hiện trên cụm thông tin biểu tượng Sa Vĩ khiến ai cũng có thể dễ dàng nhận ra bởi những hình ảnh của đất nước được tái hiện thông qua các bức tranh gốm như trống đồng Đông Sơn, một biểu trưng cho giá trị văn hóa và nhân văn của dân tộc Việt Nam, lễ hội Đền Hùng Phú Thọ đại diện cho các lễ hội truyền thống, tín ngưỡng thờ cúng của người Việt, hình ảnh các miền anh miền chị hát dân ca con họ Bắc Ninh tại hội liêm cùng hàng chục bức tranh sinh động khác thể hiện nét văn hóa đa dạng, lâu đời của dân tộc Việt qua bao thăng trầm thời gian. Là bức tranh gốm sứ tại biên giới đất liền có diện tích lớn nhất Việt Nam. Quảng trường gần 1.500 m2 là quảng trường của cụm thông tin cổ động biên giới trên đất liền lớn nhất Việt Nam. Để nơi đây thực sự là một điểm đến đáng nhớ cho du khách.